Đài Phương Nam vui lắm mà nghe. Chim trên cành, chim trên cao, chim tung cánh xó tăng bầu trời. Yêu quê mẹ, yêu quê cha, yêu thương quá mái tranh Việt Nam. Ten 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 ten. Chim ơi, ta yêu chim, ta mến chim. Vì mỗi lần chim hát ta vui. Cuộc đời của hai này á, sắp thành trưởng giả rồi, mình phải học làm sang từ từ. Mà cái người học làm sang đó là bắt đầu từ cái thú vui tao nhã là chơi chim. Bởi vì con trai mình nó về đây, tất cả làng xã đều kêu nó bằng bác. Vậy thì mình phải lên ông bác. Ông bác bắt đầu chơi chim. Chim, chim, chim. Thầy. Ủa, bữa nay chẳng hay có việc gì mà rồng đến nhà tôm vậy ha? Nói gì mà rồng với tôm. Hai nhà sát chết nhà có mấy khi anh bước léo hánh ở nhà tôi đâu, nay bước ra chi vậy? Trời, nghe con anh á, học bác sĩ sắp về rồi phải không? Cái chuyện mà tôi cho làng sớm này biết con trai tôi nó trở thành bác sĩ nó về làng đó là chuyện đương nhiên rồi, làm sao à? Mình có con nó thành tài mình nổ là chuyện đương nhiên. Không những cái xã này mà cái huyện này luôn nha. Mình ơn con tôi làm bác sĩ à, mình phải tự hào chứ. Anh nói thấy con hơi quá đó. Bởi vậy ta nói anh nổ là phải Nhưng mà phải rồi, anh nói là con mình vậy mình nổ cũng đúng thôi. Đúng rồi. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, anh nhận món quà đi. Cái này lo lót hả? Không phải lo lót, cái này đó tôi nói thiệt cho anh, cái này là tôi khoái nha. Nhưng mà cái này là lý rồi sò chưa nha. Cái nào ra cái đó, cái này là bước đầu thôi mà anh ngồi. Rồi nha, một lát là nói chuyện gì nó là quà khác à. Rồi giờ để một bên. Nói cái gì? Con anh về, tôi nhờ nó chữa bệnh cho tôi được không? Anh hỏi câu lạ quá. Ta đi học bác sĩ 7 năm về, anh hỏi chữa bệnh có được không? Vậy ta học bác sĩ về làm gì mà không chữa bệnh được không? Đương nhiên là phải chữa được rồi. Tôi cũng hy vọng. Mà tôi nghe cái giọng anh nói làm như trên bệnh viện của quận là không có bác sĩ hả? Ý nói là ơn con tôi làm bác sĩ chứ gì? Thì tôi nói vậy thôi, nếu mà mọi người nghĩ rằng ở trên kia có bác sĩ thì không lên kia để cậy nhà con tôi làm chi vậy? Thôi thì chỗ tình làng nghe sớm. Anh có cái bệnh gì anh cần nói với tôi truyền đạt cho con tôi liền. Khi nó về anh là khách hàng đầu tiên. Cái bệnh này nói ra tôi hơi mắc cỡ. Hơi mắc cỡ hả? Mắc cỡ lắm. Mà nói ra thấy nó làm sao á. À, thấy nó làm sao tức là khó nói đúng không? Nhưng mà dù gì thì anh cũng phải nói thì bác sĩ người ta mới chẩn đoán được. Bị cho cái nghề y ta có thế này nè, vọng văn vấn thiết. Đó, anh bước vô nhìn tướng anh trước là vọng. À, văn là nghe anh nói, rồi sau đó vẫn hỏi anh bắt đầu sao nó mới thiết cho anh bệnh gì. Nó thì anh phải nói chứ. Tôi vọng anh nãy giờ đi rồi anh nói đi. Thôi bắt cỡ anh ơi. Trời ơi, thì nói đại đi, có vậy đâu mà bắt cỡ nhà ơn tôi hả? Mà anh đừng nói với ai nha. Chỉ nói với nó thôi. Cái bệnh này là thiên cơ bất khả lộ. Thiên cơ bất khả lộ, rồi tôi hứa. Hứa à nha. Tôi không biết là sao anh. Đêm tôi ngủ vậy. Mắc cỡ quá. Đêm ngủ thức dậy cái mắc cỡ quá vậy đó hả? Đêm tôi ngủ thức dậy ở sáng ướt quần hết trơn á. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Nghe anh nổi tôi nổi gáo hết trơn luôn á. Sao hả? Anh Sáu, anh còn hả anh Sáu? Còn gì? Anh Di Mộng Tinh hả anh Sáu? Di Mộng Tinh? Chứ cái gì mà ướt quần? Đái trong quần, đái trong quần. Đái trong quần? Ừ. À, trời ơi, cái này con nít mà anh cũng bị luôn hả? Bị đáy dầm á hả? Trời đất thánh thần ơi, bự mà đáy dầm ông nội ơi. Tôi dị ứng cái từ mà đáy dầm đúng nghe. Chứ đáy dầm thì không nói đáy dầm mà nói cái gì, nói tôi nghe coi. Anh nói ví dụ như là... Ví dụ như là bộ phận trong con người tôi đó bị... Bị đáy dầm van hay là gì đó thì còn được chứ đáy dầm... Trời. Như vậy là quyết định mình đặt cái tên của nó là Hở Van. Hở Van đi. Có nghĩa là lưng. Tức là nó giữ không được. Đi xuống ra luôn vậy hả? Đúng đó. À rồi. Anh yên tâm đi. Con tôi nó học là bác sĩ, dụng từ là chuyên khoa thì cái khoa nào nó chuẩn được chăng á. Cái vụ thai van đó. Con anh nó làm được không? Trời ơi, người ta chuyên khoa mà sao không được. Nhưng mà vấn đề ở đây á là van tốt hay van xấu nữa. Đúng rồi. Rồi thí dụ như bây giờ đi. Bây giờ anh đang là ước chiếu thôi. Bắt đầu ướt quần thay, nếu mà sai cái van dởm á thì cái đầu chừng 3 ngày thôi nó nín á, nín 3 ngày nó hở van, nó bể van ra, nó ướt nhà luôn.
cho nên là tùy lòng hảo tâm của lại là bệnh nhân, cho nên là quanh cho anh xịn hay quanh không xịn, quanh vĩnh viễn hay là quanh một ngày, hay là quanh quần, quanh niệm rồi quanh nhà rồi quanh địa, nó thành cái sông là chết luôn đó anh ơi. Quanh ngoại nha. Rồi quanh với lòng hảo tâm nó đi ngang đường với nhau đó. Dở dàng thiên cơ bắt khả lộ nha. Rồi được rồi, rồi. Ý giọng ai quen quen ta? Chết cha, con tiền con mà thứ đấy nó qua đầu tiền rượu tôi chú mai chân á. Thôi anh về liền đi. Bác Sáu. Bác Sáu cũng ở đây hả? Ủa gì mà tiên cơ bắt cả lộ vậy? Thì thôi chuyện của người lớn rồi biết cái gì mà sang chợ. Anh về đi, tôi không nói anh đã dặm đâu được đâu. Bác Sáu về hả? Về lẹ lẹ giùm con đi. Về lẹ lẹ giùm con nha. Chú hai. Trời ơi, muốn chẹo xuống sống luôn vậy. Bên kia con dùng tờ 100 đô, bên đây con dùng tờ có 1.000 à. Sao dịu dàng quá vậy, làm chú ớn da gà. Con về nói má con á, chú hai dạo dài á, đang kẹt quá, chưa có tiền quá gửi được. Biết sao không, tập tành thú tao nhã này nè, cho nên hơi tốn kém. Chứ chú hai không phải là cái dạng thiếu gia có tiền đem qua má trả má con liền ha. Ủa, chú hai, cái thú vui tao nhã của chú hai là con này á hả? Trời ơi, tưởng cái gì. Ba đồ yêu này á, đầy rồi kia kìa. Nó mổ chú nhà con nhiều kìa, nhìn nó cũng bật lông nó luôn á. Chú biết rồi, nhìn là bất cỡ lắm. Nhưng mà vậy nè, mình đang nghèo, mình mua mấy con chim này nó là cái dặn đi bắt chứ không phải là mua. Mình tập cho nó quen đi. Khi nào á, bác sĩ Tèo về, thành bác sĩ lớn rồi, lúc đó hả, Hoàng Anh nè, Họa Mi nè, Không Tước nè. Chưa hết đâu. Gì nữa? Chiều hả? Cởi ra điểu đi chơi, không thèm đi xuồng giò lãi nữa đâu con. Trời ơi, quá nổ luôn. Công nhận, cái xóm này nói chú là chú hai nữa, chẳng có sai. Trời ơi, nổ cái gì mà từ cái con cầu màu mà lên tới con đại điểu đi vòng vòng luôn hả? Nghe tụi chú hai chưa dùng cái từ đó với chú hai hận cái từ đó nha. Nhưng mà chú hai nổ trên cơ sở khoa học thực tế, rõ ràng, phải không? Bây giờ chú hai nè, em nó làm bác sĩ, giàu quá trời giàu. Chú hai đi giò lãi tiền xăng sao trả hết, lấy đâu xài hết tiền, buộc lòng biết. Cởi ra điếu mới xài hết tiền nữa chứ. Rồi, được rồi, hiểu rồi. Mai mốt quá chú muốn cởi vô lên trời hay là muốn cởi vô đi vòng vòng á, khắp xóm gì đều được hết luôn. Nhưng mà bây giờ chưa có tiền. Ủa con đâu có đòi tiền. Vậy là bây tới đây không phải vì đòi tiền rượu má con hả? Trời ơi, nãy giờ làm không nói sớm đâu, cái tiền nó muốn đứng tại chỗ luôn đó. Con qua đây á là có chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng hả? Dạ. Chuyện gì? Chú hai ơi. Anh Tèo, chừng nào về hả chú hai? Trời đất quỷ thần ơi, cái chuyện đó phải chuyện của bay, chuyện của người lớn mà bay làm được luôn hả bay? Ủa là sao? Cái chuyện đó má bay bước qua đây gặp tao nói chuyện đàng hoàng, tự dưng bay qua đây là bay nói vậy là bay sai đó. Ủa chuyện đó con thấy bình thường mà. Bình thường cái gì, bay muốn qua đây làm dâu tao là vợ anh Tèo đúng không? Cái chuyện đó má con phải cầu cao đàng hoàng chứ không có khơi qua đây được đâu nha. Xin lỗi nha. Không phải vậy. Chứ gì? Mà nếu có như vậy thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà cái đó là vấn đề hai. Còn có vấn đề một ở đây á là gì? Bữa nay á má còn kêu đem cái này qua cho chú hai nè. Trời ôi, món mặt ư của tôi để xuống đây cái món mặt ư của tôi, món mặt ư của chú hai. Ôi đã quá vậy, dịch quay đã chú hai, thơm không? Nhưng mà của biếu là của lo mà của cho của nợ nha. Má còn xưa giờ chưa có cho ai cái gì không chân. Chú hai quá thông minh luôn, nhìn là biết liền luôn. Vậy chứ má con muốn về đây? Dạ, thiệt sự là ngày hôm nay á, má con gửi con vịt cho chú hai á, là gì muốn lo cho con thôi à. Lo gì cả? Dạ. Lo bay thì để bản năng chứ, đem chú hai chi. Nhưng mà cái chuyện này á. Chuyện có nói quá à. Khoan, tiền qua để chú hai coi. Ủa vịt nãy con mua tiệm nào vậy? Sao vậy chú hai? Làm như nó có cái mùi gì kỳ kỳ. Ủa bình thường. Bình không thường. Phải cái mùi đâu. Mùi chưa đâu. Đây nè. Trời ơi. Con bị xì bình ga hả tiền? Con bị hơi nách hả? Chú hai. Khép cái lại. Khép cánh chim ra lại. Rồi. Nhưng mà chú hai nhỏ tiếng thôi. Bộ chú hai định la làng cho nguyên cái xóm này nghe. Con bị hắt từ trong nồi. Trời ơi, con gái mày bị này chết luôn rồi. Chú hai, thì đâu có ai muốn bị như vậy đâu. Bởi vậy mới qua đây nhờ chú hai nè. Chú hai làm được cái gì trời? Anh Tèo. Bây giờ lấy hai con mắm mình kẹp vô đi. Nó hồi mùi mắm hết, thôi mùi mình nôi nữa. Đừng có nhắc cái từ đó được không? Nôi. Mình hết từ trong nôi đi.
thì biết rồi, mình kẹp mắm vô cái đi cặp hai cái lóc này nè, móc nắm đó. Chú ơi. Ôi, thôi. Đừng có ghẹo con nữa mà. Thôi, kẹp lại. Kẹp rồi. Rồi. Anh tèo á. Anh có chữa được cái bệnh này không chú hai? À, chú hai quên là tức là anh tèo về chữa cái bệnh này của con. Được. Hồi nãy hết hồn tưởng kêu chú hai chứ. Anh tèo con chữa được. Dạ chú hai. Cái cánh con mà nhầm nhò gì? Cánh máy bay nó chữa được luôn đó. Cánh máy bay mà chữa được luôn. Ừ, cánh hương luôn cánh này hả? Không nhầm nhò gì, thổi cái sạch luôn. À, có nghĩa là cái cánh này bây giờ. Ôi. Thôi con hiểu rồi. Vậy là con có cơ hội chữa được bệnh. Đúng rồi. Yeah. Vậy là con có cơ hội chữa bệnh rồi. Con về chú hai ơi. Ê, chạy về bình thường thôi, đừng có vỗ cánh tung bay nữa. Trời ơi, thường ngày mình thèm con vịt này lắm, mà hôm nay nó vỗ cánh tung bay, mùa vô con vịt này, nó muốn quăng con vịt này quá. Nơi én liền trời cao mây đào vàng trên rẫy nẻo quê hương mù xa diệu diễn mẹ ơi xuân năm nay chắc. Anh hai nổ, ca cũng còn ngọt quá hen, vô quá tôi chơi. Kêu anh hai được rồi, thêm chữ phía sau còn chi, người ta tưởng tôi bắn pháo người ta hút tôi nữa. Trời ơi, thì ở sớm này á, ai không kêu anh hai nổ thì tôi cũng nghe kêu hai nổ vậy thôi. Ngồi, tôi có chuyện tôi hỏi nè. Chà, nay trịnh trọng quá vậy ta. Tôi nghe nói thằng Tèo con anh nó sắp sửa về phải không? Tao nói ở sớm này trời ơi ai cũng nao nức hết á. Tao nói vậy mong nó về, tại vì anh nói là nó giỏi dữ lắm luôn. Nãy giờ chị nói chuyện của ai vậy? Nói chuyện thằng Tèo con anh đó. Thằng Tèo nào? Ủa thằng Tèo con anh chứ thằng Tèo nào? À, xin đề nghị chị Sáu mình từ ngày trở về sau á, có một yêu cầu nhỏ nhỏ là chị gọi con tôi với cái tên đúng như xã hội đặt cho nó. Thì đúng xã hội là nó tên Tèo. Không phải. Chứ nó tên gì? Phải gọi ra bằng. Bằng gì? Bằng bác. Nè, anh nói chuyện với đàng hoàng nghe. Nó nhỏ hơn tôi, nó đáng con, đáng cháu tôi mà tôi phải kêu nó bằng bác hả? Anh điên hả? Nhiều khi anh còn nhỏ hơn tôi nữa đó. Tức là nó kêu chị bằng cô cái gì? Tôi giải thích, chị sẽ tâm phục khẩu phục liền. Sao? Người chữa bệnh chị kêu bằng gì? Bác sĩ. Đó. À, trời, Doctor Tèo. Đó, còn hay hơn, Doctor Tèo. Đó, Doctor. Anh nói vậy nói hết. Đúng rồi. Tự nhiên nói chữ bác anh ngưng lại, thành tự tôi không có biết, tôi giận. À, kể từ bây giờ trở về sau này luôn á là hãy đối xử với ba con Doctor Tèo một cái tình cảm nó cao hơn bình thường một chút xíu nữa. À, thì tôi mới có mặt ở đây thường xuyên. Đối xử với ba của Doctor nó khác hơn bình thường. Tôi hiểu rồi. Để tôi kêu. Tuyền ơi, Tuyền. À, cho ba chú hai nổ một ly cà phê đen bình thường đi con. Ê, trên mức bình thường một chút xíu mà. Trên mức bình thường là sao? Là thường ngày thì cà phê thôi, bữa nay có chú sữa hai. Thôi đó. À, cái hai quá hả? Ờ. Cái hai uống gì? Trời đất ơi, cái con nhỏ này cà phê uống như kỹ nha. Ơi, me mà nó hái nó đeo với bởi con này thiệt tình luôn á. Hôm nay cà phê bỏ sữa bỏ đá mà giá y như cũ. Vậy đâu mày động. Chưa hết đâu, còn cái thuốc là ngoại à, thuốc là tendesanon à, nhưng mà lại giá. Tính tiền giá bằng thuốc rê đó, hiểu như vậy đó, hiểu ghê ai đó. Ăn nổi tiền của anh không sao, bữa nay là tía của doctor cho nên tôi cũng di du đem ra đi con. Chú hai uống đi chú hai. Còn gói thuốc nữa con, còn gói thuốc nữa, đem ra thuốc cho nhà mình hết mất tiêu rồi. Tuyền dạ. Con nghe lời của chú, con về phe của bác con đi. Chú hẹn gặp con ở vòng trong. Con không về phe chú nè. Chú đang uống cà phê sữa đá mà con ngồi ở đây cái ly cà phê sữa đá của chú giống như nó bị thiêu á. Qua đây. Cái... Nó bị thiêu á, nó bị hôi e, con hiểu không? Thiệt tình. Trời ơi. Quên. Khùng đi quá, tự nhiên lấy hai cái me mà đeo toàn ten. Trời ơi, me rồi nó nặng, nó rớt cái lỗ tai xuống làm sao không biết. Không kệ con đi, để đây cho nó bớt mùi. Trời ơi, nó nghe khổ lắm. Anh biết không, gái mặt mày cũng xinh đẹp mà tính nó có cái bệnh khó nói. Tôi giái gian hoài, tôi nói ai mà trị được cái bệnh của nó nghe, tôi gã luôn đó. Chị khỏi giái. Doctor tôi nó về nó chữa liền hả? Vậy à? Nó nói rồi, tôi đánh cho thép hàng ngày, hỏi cái tình trạng của cháu thì nói tí yên tâm đi. Cái bệnh của em nó bắt đầu khến, bắt đầu lớn hơn, chữa cái một còn xong mà cái này nó phẻo cái xong à. Bệnh nặng hơn còn chữa nổi nữa. Chị biết anh Sáu không? Sáu ốm không? Sáu ốm rồi, sớm mình sao? Trời à. Là sao? Ông ghê lắm kìa. Bị gì chú hai? Ghê là ông bị bệnh nan y dạ. Bệnh cái đì à? Bệnh cái đì. Cái gì trời? Cái đì là bệnh gì? Nè cái đó kêu bằng cái gì? Đó.
Là... cái đĩa. Cái đĩa. Ừ, nhà ông giờ thành cái đĩa. Ủa, ông hết ở trên nhà lộ rồi ông xuống cái ghe ông ở hả? Không phải. Chứ sao cái đĩa? Đá dầm. Ông đá dầm người nhà ông thành cái đĩa luôn rồi. Ông Sáu đá dầm. Ừ. Đá dầm là đấm dài hả? Trời ơi, mà cái này là con nít bị chứ ai người lớn mà bị. Ông bị mới ghê chứ. Bao nhiêu uống bao nhiêu đây, rớt ra bao nhiêu đây. Kêu bằng dụng cái từ là đi tiểu không có kiểm soát đó. Là uống nhiêu ra thì uống nhiêu bao nhiêu thành đề luôn. Rồi con anh trị được không? Tôi mới điện cho nó, bác Sáu con bây giờ tình trạng vậy, bây tính sao? Nó nói tí yên tâm đi, tí nói bác Sáu bình thường đi. Con về một cái thành sông con chẳng còn được mừ. Trời ơi, thành sông ra biển, con chặn cứu biển lại. Con cắt cái đoạn đó luôn, con dán lại bích luôn, nước khỏi ra biển luôn. Ghê không? Rồi dán. Ừ. Không lẽ ông Sáu thành thái giám? Ủa? Này chú Hai. Ừ? Cho con hỏi xíu. Ừ? Vậy là cái bệnh hách từ nôi của con á là bây giờ cũng chỉ cần cắt một cái là hết luôn hả? Nếu vậy nó sao cắt được? Được, nếu chữa không được, xẻn luôn. Trời ơi, cắt luôn nó thành nó thành chim cánh cụt hả? Rồi ai lên cưới nó? Không có phải, có nghĩa là mình ở dưới quê mình dùng từ cắt vậy thôi chứ cái từ y khoa nó nói là giống như là nó xé nó múc nó đào nó móc gì đó mà nó mất cái đó luôn đứt luôn đó. Vậy là cắt cái tiếng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó. Tự nhiên ông nói cắt không mà tôi tưởng là thành chim cánh cụt. Cái vụ ông Sáu mà còn được mà. Ê tay luôn. Ê trời ơi, mới nhắc lũ lụt thiên tai tới rồi. Cái gì chị? Lũ lụt thiên tai. Trời ơi, cái này ném gì sóng thần chứ không phải lũ chị ơi. Sóng thần à chị à? Không, bây giờ anh phải ở đây. Anh phải ở đây chứ. Chị Phong, tôi làm chủ tịch hộ đê luôn hả? Trời ơi, ở đây chứ bây giờ tôi gặp ông là nhà tôi thành lũ lụt không. Nhưng mà nhà của chị cứ sao? Má con tôi trâu luôn. Con đi thông báo. Tôi đi thông báo cho mọi người biết. Đúng rồi. Đúng rồi. Tôi cũng trốn nè. Đúng rồi. Ông có tới đây thì anh nói là tôi không có bán rồi. Trời ơi, còn bỏ chồng này, tôi bao anh. Được. Khi nào về nói tôi cho tàn gặp gì nữa. Phong bên hướng kia bên ông bà nói rất rất rõ ràng. Tôi làm đàn ông, tôi quân tử hán đại trượng phu, tôi đứng mũi chịu sao đầu gối ngủ. Tôi thay cho mấy người, tôi gánh cái vụ này. Ý cái vụ này là thiên cơ bất khả lậu. Chết cha, hay là con mà này biết rồi. Thì Dạ quá. Anh mời anh. Cô có chút xíu à. Sao mà nó đau lưng quá. Dạ. Nó đi hoài dằn không được. Thì đã nói với anh Sáu rồi, ba cái đất tới thèo đã nói rồi, bây giờ muốn cái van nó tốt á là phải đầu tư ngay từ bây giờ. Con của anh mà trị cho tôi hết á, tôi sang cho anh mấy công đất làm chủ luôn. Vậy ha. Tôi chơi là không có thua ai đâu. Ồ vậy đó, vậy là van tốt chắc luôn. Ừ. Cái đi gì vậy anh? Gì vậy? Cái gì vậy? Nữa hả? Đi hả? Ờ thôi đi, ra quẹo bên kia. Xong rồi. Trời. Đoạn trường vậy đó hả anh Sáu? Hoài trời ơi đó. Trời ơi, đứt ruột quá. Rồi giờ sao anh coi trong cái quán này có gì nhậu á tôi đãi anh luôn. Bữa nay anh Sáu mời tôi nhậu hả? Ừ. Trời ạ, miệng ăn mắm ăn muối nó bậy mất một đồ nhậu ngon quá. Trời ơi, tiếc ơi là tiếc, bữa nay Sáu đi công chuyện rồi, không có nhà, bán đồ nhậu không được chứ. Thì không có, tình. Không có bà ở nhà thì để con bà làm cho mình nhậu. Cái gì? Con tiện hả? Ừ. Trời ạ. Bảy à? Dạ. Tôi còn chưa dám, anh đang tình trạng nặng nề. Ủa? Trời ạ. Nó cũng bị đá dầm giống tôi hả? Con gái mà bị như anh bỏ luôn á. Vậy chắc bị gì? Bị khác. Nó mà làm đồ nhậu một cái anh chưa ăn là anh xíu rồi. Trời ơi, cái gì ghê hả? Ừ. Chưa ăn là chết hả? Đúng rồi, mà trước đây chưa có biết vụ gì thì mới đi ngược thời gian điều tra mấy thằng bồ của nó đó. Thằng nào quen nó cũng xỉu lên xỉu xuống, chứ mà không biết bệnh trạng là sao. Bây giờ càng ngày càng nặng nề rồi. Bệnh gì? Hồi nát. Ừ, đúng rồi. Đừng có la lớn, đau lòng người ta. Con gái nó bị đó khổ tâm lắm, nó chồng không có được. Vậy rồi sao? Với ai thì bó tay, với con tôi là đâu có bó tay. Có cách làm giải quyết sạch gọn luôn. Quan trọng là bây giờ nè, thời gian ai ngồi gần nó bây giờ nè, đột tử tại chỗ luôn. Trời ơi, không đủ mấy chữ, đột tử tại chỗ luôn. Trời ơi. Ừ. Có thể như vậy sao? Có thể luôn rồi. Trời đất ơi, phải cho vợ tôi hay mới được. Vợ tôi hay tụ năm tụ ba với nó, rồi là tám với nó lắm. Trời ơi. Cái gì nữa anh hai? Dằn không được. Xong rồi nữa hả? Nó nữa. Hoài luôn. Trời ơi. Trời ơi. Bây giờ về cách đi liền với vợ con nha. Nha. Nguy hiểm lắm nó. Trời ơi trời, đúng có một quét máy là đột tử giữa từng nữa nha. Ơi trời ơi. Gì nữa anh Sáu? Nó nữa rồi. Anh nên lội xong về đi. Đi bộ trên đường lại người ta bây giờ. Ý chết à.
mình lại phạm thêm một cái lỗi nữa rồi. Cũng là thiên cơ bất khả lộ, mình lại nói cho cha Sáu cái bệnh của bé Tiền. Trời đất ơi, chú Hai xin lỗi con nha. Nhưng mà chuyện nào ra chuyện nấy. Sáu ơi, lũ lụt đi rồi, hai con vịt của Hai đâu? Ba, con mới về. Con, con của ba đây. Bên kia nữa. Trời ơi, ba nhớ con quá. Con cũng nhớ ba nữa. Con vàng của ba. Để đòi xuống đây. Con thấy ba chuẩn bị cho con chú đáo không? Con đứng nhìn đi, con đứng từ xa, đứng nhìn vô đi. Chú đáo không? Phòng mạch, đót trò tèo. Con thấy chưa? Khoan ba. Con thấy cái chữ này nó hơi sai, thiếu thiếu vậy ba ơi. Không sao, sai thì mình sửa, thiếu thì mình đắp, mình cũng sẽ là bác sĩ mà. Ba muốn có con này tặng con trước khi con bắt đầu trở thành một bác sĩ chuyên nghiệp nè. Tích thư dĩ di tử tôn, tử tôn dĩ tắc năng đồng. Tích kim dĩ di tử tôn dĩ tắc năng thù. Nghĩa là ba có cho danh chương thì con cũng không có học được. Mà ba cho con tiền bạc cũng không xài. Ba cho con cái nghề bác sĩ, từ đây con sẽ là con heo vàng. Con kiếm tiền về cho gia đình này. Ba sẽ thành ba bác sĩ nha con nha. Ở đây với ba ha. Ok. Ba sao tự dưng bữa nay ba văn chương lây láng quá vậy? Chứ làm sao nữa, ba không phải là ông Hai ngày xưa nữa mà. Ba của bác sĩ, ba phải nói chuyện. Bị mai mốt ba phải tiếp khách. Cái tầm của ba là trên bác sĩ mà. Nhưng mà con nói cái chữ này nó sai, nó thiếu. Ba nói không sao hết, mình là bác sĩ rồi. Sai mình đắp, thiếu mình bù. Nhưng mà nó thiếu nhiều lắm. Bao nhiêu cũng được. Mẹ con. Con thấy chưa, bác con sao? Thấy cái sự hạnh phúc của con chưa? Con qua đây. Mày để tao. Tao. Trời ơi, bác sao? Trời ơi, cái con này. Bác nghe con nói nè. Bây giờ cái bệnh tình của bác như vậy á, bác vô trước là nước lên láng lũ lụt. Rồi làm sao mà người khác vô chữa được nữa. Để con Bạn. Anh Tèo. Đây là ba. Em là Tuyền Rùi nè. Anh không nhớ em hả? Hồi nhỏ em với anh á, ở chuồng tắm mưa hoài luôn á. Ở chuồng á. Mày ghét thánh thần ơi, người ta bác sĩ mà nhắc cái vụ ở chuồng hoài. Chắc tao còn bắt cỏ nữa nè. Đây nè, em Tiền con của Tư Đen đó con. Dạ. Rồi bây giờ nè, còn bác Sáu. Con nhớ bác Sáu không? Bác Sáu. Mời anh bước lên đây. Con chào bác Sáu. Con rồi, anh. Bác sĩ. Rồi bây giờ về. Trước tiên đó là hai người này đã đến mừng con trở về. Nhưng cũng thông báo với con luôn, đây là hai khách bệnh nhân đầu tiên mà ba đã nhận lời để con chữa bệnh. Đó. Đầu tiên xin trân trọng giới thiệu bác Sáu ốm với cái bệnh đái dầm. Bị cái bệnh hở van. Còn em Tiền đẹp bị bệnh hôi nách. Cái gì nãy đó? Hát từ trong nôi. Con bây giờ thời gian là vàng bạc, bây giờ con bắt tay làm ngay vào luôn. Nhưng mà chữa bệnh là sao ba? Thì chữa bệnh ha, bác với lại em chứ sao? Bác đây là bác sĩ mà. Con nhớ rồi. Ba nhớ hồi nãy con nói là cái bảng này nó sai cái gì ba nhớ không? Sai đắp. Đây nó cần phải điều chỉnh tùm lum hết á. Cái gì? Đây doctor Tèo là ba phải sửa là bác sĩ thú y. Hả? Thú y? Chó mèo heo. Trời ạ. Con là bác sĩ thú y. Chứ cái gì? Sao? Hả? Mà sao sao vậy? Hở van rồi. Nặng nề rồi, thành sông luôn rồi. Còn con sao? Con sao nữa? Vậy là con ghét chồng hoài luôn hả? Con trai ơi, ba đã nhận tiền và ăn ngập mặt cả cái xã này để con chữa bệnh cho người ta rồi. Con không biết gì hết. Chết rồi. Hài Phương Nam vui lắm à nghe. Vui là con gái hay yeah. Oh, là con gái thật tuyệt. Mưa Phật à. Gì à? Chà. Gì má? Ai biết đâu. Về. Chọc gì má à? Khùng á, chọc gì? Gì mà chửi tao khùng mày. Cũng nhé. Dạ là tao thấy cái mặt mày vô tri lắm nha. Cười rất là vô tri nha. Nó dám chọc đầu. Vậy thôi được không? Tâm sự thân quá hả? Nói thiệt luôn á, tôi nói khổ lắm. Không có con á là khổ cách khác. Còn có con khổ gấp đôi. Ai làm gì má đâu má khổ trời. Khổ chứ.
thì xấu hổ nữa. Người ta đi ra chợ á, dắt con theo thì con có xách đồ. Còn tôi hai đứa con, ngày hôm nay tôi dắt nhỏ này, ngày mai tôi dắt nhỏ này, mà lúc nào má cũng phải na cái vỏ đồ. Rồi xong rồi na thêm cái nón, không có đứa nào mà tôi nói phụ hợ được cái gì hết. Thôi, không có nghe, rồi, 6 ngàn sách, sách nặng nè. Hôm bữa là con đi chợ với má ha, là con sách phụ má đó chứ gì. Tại má mua nhiều quá phải sách tiếp má đó. Hay quá à, tôi chỉ sách nguyên một cái vỏ đồ gì mà sách được cho má được bó rau. Hay ghê, hay thấy sợ. Mà nói thiệt luôn á, cái chuyện đó không đáng đi. Coi như ta là mẹ đi, ta hy sinh vì con đi. Nhưng mà con cái phải hiểu tấm lòng cha mẹ chứ, lớn rồi, nuôi 30 mấy năm rồi. Sao vậy, không làm ơn lấy chồng giùm tôi cái đi, cơm gạo đâu mà nuôi hoài. Ủa? Thấy không, người ta ra đường á, người ta bây giờ làm bà ngoại. Còn tôi thì sao, trời ơi, nuôi hai con vịt trời. Nó thì tụi bay giống như là hai cái hũ mắm mà tao che đầu giường vậy đó. Hiểu không? Nè, cỡ mày ha, con người ta học cấp 2. Hiểu chưa? Mệt má quá à. Nói chung á là con không có thích lấy chồng. Con còn muốn đi chơi. Thôi má, má 30 tuổi rồi má. Má không phải trẻ đâu mà đồ đi chơi. Má nói đúng. Bà ế quá đâu rồi, nó nghe nè. 30 năm mà ế tận 30 năm không một ai ngó là cái này là nghệ thuật nha, không phải đơn giản đâu. Hiếp. Nghệ thuật cái gì? Nè, mày nói tao hay quá ha. Mày coi lại mày đi nha. À sao? Mày cũng già cái đầu rồi, ăn ngủ suốt à, không có làm được gì hết trơn á. Ôi, dù sao tôi cũng bỏ xa chị mấy chục mối tình nha chị gái. Trời ơi, đỡ hơn mấy người tới giờ còn chưa biết nắm tay là cái gì. Ủa kệ tôi. Ủa tôi nắm tay làm chi, là tôi cũng mấy chục mối tình như mày. Thôi, hay quá ha. Trời, hãnh diện dễ sợ luôn á. Đứa thì kêu thích ở mình vậy cho trai thèm chơi, còn đứa thì mấy chục mối tình chắc dài. Rồi rốt cuộc con nào hốt không? Không hề nha, không hề. Nói tóm lại, bắt đầu từ ngày mai má sẽ kén chồng cho hai đứa tụi con. phải. Bây giờ má kén đi. Bây giờ má kén được chồng, con thấy con ngon là con vô liền. Làm ơn tém cái nết lại giùm má nha, nha. Còn con này banh cái nết ra, đừng có tém quá. Để con nói cho mẹ nghe, tâm hồn này vẫn còn trẻ. Xuân đang tới rồi nên Trinh còn muốn đi chơi. Tú, chán dạ. Má không? Tao muốn phóng cái bình trà vô mặt nó rồi đó. Xong. Chuẩn quá, chuẩn quá. Nhà có hai đứa con gái chưa chồng cần tìm rể, trai chưa vợ xin mời ứng cử, trai có vợ mà ly dị rồi cũng được. Tại sao mình ngu quá ta, mình không để là trai chưa vợ chết vợ cũng được. Không được, xui lắm, xui lắm. Vậy đi, già trẻ bé lớn miễn đủ tuổi là được. Rồi, vậy bây giờ mình sẽ ra ngoài đón trai cho con. Chị sửa trước. Thôi chị kỳ quá đi, gai coi cho em. Chị sửa trước cái đại. Chị kỳ quá. Mỗi đứa sửa chút xíu nha. Ok, có gì. Bỏ cái này luôn hả? Ê. Đứng, giữ nguyên hiện trường. Tịch thu tan vật, đóng nắp viết lại. Rồi đây. Đứng đằng sau tấm bảng. Giữ nguyên hiện trường, tịch thu tan vật. Sao các con, má làm gì không vừa lòng hai đứa hả? Dạ, không có má. Có ý kiến gì để phản đối má không? Dạ không, tính thêm vô thôi. À, thêm à hả? Dạ. Không sao. Má thấy tụi con có đầu óc sáng tạo, cũng như là có cái ý chí để mà giống như là mình có cái chính kiến của mình đó. Dạ. Tốt, má không la. Hai đứa vui vẻ cười lên, nhìn thẳng về phía trước. Cười lên. Tao đã cười. Chờ má chút nha. Hai đứa cầm giùm má cái này đi. Cái gì á má? Cầm đi, bớt hỏi đi. Cái gì vậy? Thôi, ông ơi, vậy này cầm nè.
Đọc đi. Đứng thẳng vô. Má má má. Gì? Đứng vậy nó mới vô hướng mũi tên nè. Ừ thì đó, đứng sau là ngay mũi tên là được. Dạ. Rồi các con để cái mặt vui lên. Vui lên, cười lên. Cười cho người ta thấy hàm răng luôn. Cười. Cười như vậy nè. Cười. Cười nhe răng ra, nhe răng ra, đúng rồi. Nhìn thẳng về phía trước đừng nhìn má. Đó. Đứng đây tới chừng nào mà có người tới cưới thì mới thôi nghe chưa? Hả? À, chào hai em. À, anh chào em. À, chào. À, anh chào em. Kiếm ai ạ? À, tôi xin tự giới thiệu, à, tôi là Tới, con của cô Sáu bán cá ngoài chợ. À, tôi nghe đồn là ở đây đang kén chồng, cho nên là tôi là chồng tương lai của hai em đây. Không có kén gì hết trơn á. Không có kén chồng, kén cây, kén ghế gì đây. Đi 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 về đi. Ủa mắc gì không kén chồng, vừa thấy ghi cái chữ kén chồng rõ ràng. À biết rồi, chê tôi đúng không? Chê tôi ốm đúng không? Nè, ốm thôi, mình dây vậy thôi. Khỏe lắm. Khỏe? Khỏe, cường tráng lắm á. Ốm nhờ vậy? Ốm vậy thôi, nhưng mà sức khỏe tốt. Ừ, à, chừng nào tốt? Thì hơi bệnh tí xíu thôi, gì đâu. À, là đang bệnh đúng không? À, thì nói chung là tại vì tôi chỉ bệnh những cái ngày gầm thôi, còn những ngày thường thì tôi khỏe. À, vậy chừng nào khỏe đi quay lại nói chuyện. À, thì bây giờ tôi khỏe nè, tôi đang đi vô làm chồng hai em đó. Tôi nói là không có kén chồng gì hết trơn á. Tôi không có thích mấy người mà bà bán cá. Tôi ngày xưa tôi ăn cá tôi mắc xương rồi, tôi không có thích cá. Đúng rồi, tới lớn tôi ăn cá tôi thấy nó bị tanh lắm, tôi không thích ăn. Nói chung là nếu mà hai em không ăn cá thì nhà anh bán cá giàu mà. Giờ anh bán cá xong mà anh có tiền anh mua thịt cho hai em ăn. Thì nếu vậy thì anh sắp xếp như vậy được không? Nếu mà bây giờ tới đây về không thì cũng kỳ. Thì thôi tôi xin phép cưới luôn cả hai em. Cả? Khó quá đúng không? Nếu vậy thì tôi sắp xếp như vậy. 246 em ở với tôi, 357 em ở với tôi. Còn chủ nhật thì mình đi chơi chung. Thôi đi chơi chung. Chơi chung. Ủa cho hỏi là bộ sao cười vậy? Hiểu. Okay, cười nhau hiểu không? Là ế quá đúng không? Vậy thì là ế quá thì tôi vô tôi làm ghế tôi lấy luôn hai em. Kìa. Cái gì? Cái duyên kìa. Cái duyên ở. Gớt quá ra lụm đi. Ủa cái mắc gì phải đi ra lụm? Có hờ có hê có duyên chết liền mà. Nè bởi vì tao nói rồi ế là đúng lắm. Cái duyên của hai người phải đi ra lụm mới đúng. Tôi mắc gì tôi phải lụm. Trời. Ồ oh. Trời. Ê, đứng lên, đứng lên. Nè, anh quá đáng lắm rồi nha. Anh lão cá lắm rồi nha. Đi vậy. Đúng là, ế là đúng rồi. Quá vô duyên. Trời, không. Vô duyên không, vô duyên không. Gãi bánh, gãi bánh nè, gãi bánh. Ôi. Gãi đi. Ôi. Ê. Thấy cái này không được rồi đó. Xí nha. Gì? Má mà biết tôi với bà mà đi đuổi người ta vậy là má quýnh hai đứa mình bằng mặt luôn á. Ủa quýnh gì vậy không chịu đuổi nữa hả? Trời đất ơi nó sỉ nhục mình vậy không chịu đuổi nữa hả? Ờ ha. Ê dù gì mình cũng là con gái mà ta. Thì bởi vậy trời đất ơi. Kỳ vậy? Ta tự nhiên cái gã bán kiểu này vậy? Không được rồi đó. Ba. Hai. Nghe lời chị hai. Dẹp cái này đi. Trời đất ơi, đứa nào dẹp mất hai cái bảng này của má rồi. Tú, Trinh, ra đây biểu coi. Tú đâu rồi, Tú đâu, để biểu. Tú, mày nói cho má nghe, đứa nào dẹp hai cái tấm bảng của má? Con không biết. Ở nhà để má tin tưởng con nhất. Trinh, dạ. Ai dẹp hai tấm bảng của má vậy? Dạ. Ai vậy con? Ai vậy con? Là ai vậy con? Là con nè. Trời ơi trời. Mày dẹp hai cái tấm bảng hàng kia. Tao đứng ở ngoài cả buổi trời không thấy ai vô đây hết trơn. Trời ơi má, con lại má luôn á. Má đừng có gả bán hai chị em con vậy nữa được không? Sao được con? Trời ơi con ơi, mình lớn rồi mình phải lấy chồng chứ. Con làm như vậy á, con biết không? Bà con hàng xóm láng giềng dè biểu má, nói má đẻ ra nuôi lớn mà không có biết dạy tụi bay.
Thiệt má nhục nhã lắm. Thôi mà má, dù sao hai chị em con cũng gái đẹp bộ, phải đơn giản đâu mà má để như vậy nhục dạ. Chết luôn à. Cái gì? Nhục? Con thấy nhục lắm hả Trinh? Nhục lắm má. Nhục lắm hả Tú? Nhục. Dạ. Trời, không có cái nhục nào mà nhục bằng cái nỗi nhục mà mình lớn tuổi, mình già đầu ba mươi mấy tuổi rồi mà không lấy được chồng á, con hiểu không? Một mình nuôi hai đứa tụi bay lớn khôn vậy tới giờ muốn giựt vợ gả chồng mà không chịu. Thiệt, bây giờ mặt mũi nào mới mốt tao xuống dưới tao gặp ông thôi để tao chết đó. Má, 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 mày xin lỗi đi. Bà làm nó hôm nay bà gan quá trời luôn, mày cãi má luôn mà. Tao chui xuống đất tao thôi mà. Không gì nó nhục nhã lắm. Thôi tụi con, tụi con cố gắng làm cho má vui mà, má đừng có buồn nữa nha má. Giờ sao vui không lấy chồng chết luôn cho rồi. Má ơi. Sao? Đẻ con ra nuôi con lớn lên mà nó không chịu lấy chồng. Bây giờ vậy làm sao? Chưa có đủ. Đó, vậy là má sống tiếp với hai đứa. Ông ơi, tôi vô thắp nhang cho ông nè. Đứng đây nha, chừng nào có chồng tính nha con. Xong. Hay quá các con ơi. Ngày hôm nay dứt khoát là phải có người tới đây lấy hai đứa. Mẹ ơi, má kén chồng gì ghét má làm như là hả tuyển nhân viên vậy má. Ủa bây ngộ quá. Hôm nay không có người nào lấy, ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt. Hôm nay má viết chữ đẹp, má thấy cảm giác con người má sảng khoái lắm. Có nghĩa là má sẽ kén được một thằng rể quý, hiểu chưa? Trời ơi, má kén được rể quý chắc nằm mặt trời một đằng tay á. Con biết ai vậy? Không có biết gì hết, nói tầm bậy bạ xui xẻo phun nước miếng nói lại. Bậy, bất vệ sinh. Má nói chơi thôi, con gái còn phải tém cái nết lại con. Má còn thiếu cái gì ta? Má vẽ thêm trái tim được không? Trời ơi. Ở bên đây thêm trái tim. À. Ôi, ôi. Ôi, nó tươi quá con ơi. Chắc chắn hôm nay sẽ có rễ quý tới. Dì ba, dì ba. Dì ba ơi. Ơi, ơ. À, các con. Dạ, à, chào xin con. Lỗi. Phải đây là nhà dì ba không ạ? À phải, tôi là dì ba đây. À, chào hai cô. Dạ. À, thì tôi đến đây là tại vì qua cái lời giới thiệu của bên cô Tám á. Cô Tám? Dạ. Cô Tám. Cô Tám nào ạ? À? À dạ, không biết à. Cô Tám nhà của nên có anh là chú Năm với lại dì Hai đó. À, nhà cô Tám. Dạ. Có quen biết với chú Năm với lại dì Hai. Dạ. Là ai vậy? À, thì... bên cô Tám kêu con là qua bên nhà của dì Ba, tại dì Ba là đang muốn kén rể. Đúng dạ. Rồi, đúng rồi, đang kén rể. Dạ. Chẳng hay cậu lặn lội. À, không phải đi đâu, hồi nãy tôi thấy như cậu lăn qua phải không? Dạ, không phải lăn đâu ạ, à. Tại vì thấy vậy thôi chứ tướng con cũng nhỏ hơn dì mà. Con. Dạ. Năm nay là con bao nhiêu tuổi ta? Dạ thưa dì là con được 42 tuổi rồi. Trời. 42 tuổi. Dạ. Ôi má ơi, 42 rồi. Bình tĩnh, còn nhỏ hơn má, còn nhỏ hơn má 10 tuổi. 42 mà chưa lấy vợ là cái gì đó má nha. Mấy đứa ngộ quá. Chưa lấy vợ mới lấy tụi bay. Dạ. Bây giờ con cho dì hỏi nè. Con có thể trình bày cái sơ yếu lý lịch của con. Dạ, con tên là Ba Đực. Ba Đực. Dạ. Nhìn là biết Đực rồi. Dạ thì nói chung là tại vì cuộc sống của con á gì là con cũng lang bạc kỳ hồ lắm. Nói chung là con cũng đi làm công việc như là phụ hồ. Ai kêu làm gì làm đó. À dạ. Dạ là... con sống tình cảm nội tâm lắm. Vậy chẳng hay là cuộc sống của con là trước đây con đã từng có người yêu hay là có những cái mối tình bắt vai nào chưa? Không, trời ơi, làm sao mà có người yêu được. Trời ơi, 42 tuổi là mình làm con đâu có ế đâu. Con đẹp trai mà. Không. Dạ, con đã trải qua ba đời vợ rồi. Không sao. Không, bên này có nói là thí dụ có ly dị vợ thì không sao mà, đúng không? Đúng rồi. Con ấy mà. Trong cái phụ lục nó có cơ. Đúng rồi, con có ba đời vợ và con cũng đã xử lý hết xong hết ba đời vợ rồi. Đời vợ thứ nhất của con như thế nào? Sao ly dị vậy anh? Ly dị là tại vì nói chung là có những cái yếu tố nó cũng phức tạp lắm. Ở chuyện gia đình mà. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Đời vợ thứ nhất thì nói chung là đợt đó là tôi về là tôi đấm vào trong hai con mắt nó bị đau là vì sao? Thứ nhất là do nó không chịu ra làm ruộng mà nó cứ tối ngày ở nhà làm móng tay móng chân này nọ không chịu
chịu nấu cơm nấu nước. Tôi về nói quá đó gì ba cũng đập vô trong mắt nó, đập mà nói chung là quá tai tại nói chung là có nhậu xỉn chút xíu mình về mở tay đấm vô hai mắt nó. Về mà vậy thôi mà nó đòi về trở về nơi sản xuất thì ok, mày về thì cho mình về luôn vậy thôi, chia tay ly dị là đời một. Còn đời hai thì nói thẳng ra là mình không có đánh đấm gì hết, không đánh đấm đó vậy mà nó cứ đi tắm ao, mà nó xích ra tắm ao, tắm ngoài ao á. Rồi sao con nói rồi, trời ơi đàn bà con gái phụ nữ mà đi ra tắm ao mà tắm với mấy đứa con nít, trời ơi nó còn gì là thể thống nữa. Trời, anh ơi tắm như nít mà đâu có sao đâu, phải tắm ao người lớn mới có sợ chứ. Không, tại sao tắm với mấy đứa con nít mà tại sao lại tắm với mấy nít lại không ôm mấy đứa con gái mà lại ôm mấy đứa con trai là sao? Thì nhiều khi nó muốn lấy cái vía để nó đẻ con trai. Không, lấy vía cái gì? Với con là chuyện bình, cái đó không phải là bình thường được. Trời. Tại sao là không ôm mấy đứa con gái mà lại ôm mấy đứa con trai là không có được, chứ con được. Thằng con chấn nước là xem lần đó là xem chết rồi. Con trở về nơi sản xuất luôn. Dạ, còn đời thứ ba thì á là lúc mà kêu con mua tô cháo lòng về cho ăn đó. Tự nhiên á ăn cho đã xong cái kêu anh. Anh. Dồi đâu, mua thiếu dồi. Cục thịt dồi. Dạ, cái con ra con mua dồi thì dồi hết rồi, con mua cục phèo về. Từ như cầm cục phèo nè, ông ăn đi. Ông ăn giọng nhét trong họng con vậy đó. Trời, phụ nữ nóng tánh quá. Như vậy là đâu có được. Con mới chỉ có chịu đơn giản, nó cầm cái tô con hất nhẹ vô mặt cho con chỉ nói là có nghĩa là con đang cầm như nè, con đang cầm, thí dụ như cầm tô đi. Thí dụ như cầm cái tô như nè. Chửi đi, ông ăn đi. Ông ăn đi. Đồ tạt đi mặt con, cái con đâu có làm gì đâu, con lấy cái tô còn lại đó. Con nè, mẹ ăn phụ cho đi ra. Con ơi, cháo nóng mà con làm gì chết rồi. Nó phun vô mặt con đâu được. Nó phun vô mặt con mà con nhịn đâu được. Cháo nóng hổn lắm luôn á má. Thì đó, cháo nó nóng dai mà nóng hổn rồi bây giờ. Đó, đợt đó con bị phỏng lưỡi rồi, bị phỏng nguyên gương mặt rồi. Nói chung là cũng về lại nhà sản xuất vậy thôi xong. Dạ thôi dì ba cũng bình tĩnh, đó là cái chuyện đã qua của con rồi, cái quá khứ rồi. Và khi con đến đây thì con thấy hai bé rất là dễ thương. Dạ nói chung là được, và cho con cưới luôn hai bé cũng được. Để má cái gì cũng vậy, từ từ dục tóc bất đạt. Xin lỗi con. Dạ. Thật sự ra thì ngày hôm nay là ngày đại hội kén chồng. Nó đó, con tới đây là gì đó mà. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Mấy con gà nhà dì nó hình như nó cũng không có ưng lắm. Ưng cái vụ này nè. Nói chung á là dì thấy là con cũng dễ thương, đẹp trai, cũng không có cao. Đó. Trời ơi, cho phép con kêu bằng má luôn nha. Tại vì sao biết không? Tại vì rất là nhiều bà đó coi con, nhìn con cho đã xong đó mày lùn như vậy là tao không thích mày. Nhưng mà má là dành cái từ ưu ái với con là con không được cao. Con cảm ơn má. Đúng rồi, con không được cao. Dạ. Con thấp về mặt ngoại hình. Ấy. Thôi. Đúng rồi. Thôi con, mình cái gì cũng từ từ con ơi. Đâu phải là của để muốn dạ không thì trước sau cũng là của con nắm. Dạ không, giờ con nắm không? Con nắm đỡ má đi. Không được đâu, con đâu ra đó đàng hoàng. Cái rồi, đó vậy đi. Dạ. Con không có được cao. Dạ. Con thấp, nhưng mà con thấp về cái mặt nhận thức của con luôn. Con hiểu không? Gọi là mấy lùng á, lùng nhùng á, hiểu không? Má thấy... Lùng mà còn nhùng là sao ạ? Là lùng nhùng lùi nhùi á, con má, hiểu không? Má. Không. Cái cách đối xử với con về phụ nữ như vậy là... Dì ba không có chịu, không dám nhận từ má nha. Nên dì ba quyết định là dì ba không gả con gái cho con. Bởi vì á, con gái của dì ba tuy là nó có hơi luống một tí, nhưng mà nó cũng là con gái còn nguyên, xinh đẹp, không nết na nhưng mà cũng cao ráo chứ không phải là lùng nhùng. Con nhìn cái gì ạ? Má ơi, con đứng im đó đi, má cũng thấy sợ nó lắm. Nhưng mà dì thấy cũng không có nên gả cho con ha. Nên thôi xin mời con về cho. Thôi đi ra nè con má. Rốt cuộc là không gả hay gì ba? Không, con tôi nuôi lớn, tôi cho ăn cho học rồi, bây giờ tự nhiên cưới nó về đầu hôm sớm mai bắt nó đi cày ruộng, rồi bắt nó tắm ao đè nó ra quýnh, rồi kêu ăn tô cháo, nuôi tô cháo vô mặt nó đâu có được. Con gái của dì nó luống một tí mà dì thương, hiểu không? Ủa sao cô tá mà nói kỳ vậy ta? Bà nói là qua đây đi rồi rốt cuộc là thế nào cũng có vợ, mặc dù tướng mày dòm nó thấp thấp nhưng mà mày qua đây chắc chắn là có vợ. Rồi qua đây dòm thấy hang mắm này thấy có đâu gì đâu hay trời. Trời ơi nhìn giống như con giống tâm thớt. Con thì trời đất ơi hai cái môi bờ môi nhìn trời đất ơi. Vậy ca nè. Vậy ca. Bây giờ muốn lấy á, lấy tôi nè. Bà giá mà được không? Cỡ đó phải lấy cỡ này thôi. Dạ không, thôi không được đâu. Nói chung là mỡ không thể nào đụng mỡ được. Tại vì nếu mà mỡ đụng mỡ là sẽ bị mỡ trong máu. Dạ không được. Vậy bây giờ mời về cho. Còn nếu không về, con. Dạ. Đóng cửa thả chó tiễn khách. Thôi, nó nghe nè, để tôi về. Cô Tám ơi, con không thích bên này nữa nha. Vậy đi. Trời ơi, hai đứa
con sợ quá à, má ơi. Không, bây giờ má thiệt sự là má xin lỗi tụi con. Sau cái chuyện này là má sáng mắt ra rồi, hổm rày má cũng biết má sai. Nhưng mà má nghĩ là thôi muốn gả cho mấy đứa. Mà má thấy là cái thằng kia thì nó đánh giá tụi con, làm tụi con xấu hổ, hạ thấp cái danh dự của mình. Còn quỷ này nó không có biết trân trọng phụ nữ. Không, mà nếu mà gả tụi con mà đi như vậy á, khổ đời tụi con. Dạ. Thà để tao nuôi bay thêm còn vụ kén chồng dẹp luôn. À, ủa má, dẹp. Má. Dẹp hết. Má, không kén nữa má. Khỏi có kén cái gì hết trơn hết trụi á. Xích ra coi. Má ơi. Từ rài sắp lên. Cứ là hũ mắm treo đầu giường của má, hiểu chưa? Má ơi thiệt không má? Má. Con ơi. Ủa gì ba đâu? Trời ơi. Tôi sợ luôn á. Hồi nãy mà má mà nổi nóng là dạy tôi nói chuyện kiểu đó tôi sợ lắm á. Tôi thì hồi đó giờ tôi có ăn có học mà. Mà hên đó nha, vợ tôi không biết á, vợ tôi mà qua được cái bà giết luôn ba đứa luôn á. Ôi, cảm ơn anh nhiều lắm á nghe. Mà nó nghe nè. Dạ. Nghĩ sao á, hai cô đẹp mà dễ thương vậy mà để cho má bà làm cái từ cái bản kỳ vậy. Đài biết tại đâu. Vì má sợ tôi ế á. Tôi nói nghe nha, ế hay không là do bản thân mình thôi. Tự bản thân mình với là duyên là do trời định. Chứ bây giờ mình có muốn cỡ nào cũng không được đâu. Thôi, nó nghe nè, tôi giúp vậy thôi nha. Giờ tôi về à. Cảm ơn anh nha, cảm ơn anh nhiều nha. Tôi rất là chậm má. Má về. Hài Phương Nam, vui lắm à nghe. Mệt mỏi dữ à. Hôm qua ăn nhậu dữ quá mà hôm nay dậy dễ gì nổi. Thôi dậy đi chứ. Sáng mảnh mắt rồi. Dậy hỏi công chuyện miếng coi. Gì nhức đầu quá, hỏi gì chút không hỏi cũng được vậy. Chút hả? Ông tôi ngày cứ một chút. Mấy chút của ông là thành nhiều chút á. Bảnh mắt rồi kia kìa. Ngồi xuống đây tôi rót cho ly trà uống tỉnh táo. Hỏi công chuyện miếng ơi. Thôi hỏi đại đi mệt quá. Hôm qua tôi đưa tiền kêu qua bên nhà của bác hai trả tiền rồi qua chưa? Qua rồi. Rồi đưa tiền chưa? Rồi. Ông nhìn thẳng mặt tôi không nói chuyện nè. Tôi mệt luôn muốn gì gà ổng đi hỏi coi có hay không. Trời đất ơi. Quá trời quá đất ông rồi. Tôi kêu ông đưa tiền cho ổng. Thì rồi. Rồi thì nhìn mặt tôi nói nè, cái dòng mà rồi mà không. Không có gì mà. Phải nhịn trả thôi chứ nhịn chi. Thiệt là đưa rồi đúng không? Nhìn nhảy hoài mệt quá nha. Ôi ơi. Ăn nhậu bê tha nguyên ngày hôm qua rồi. Bây giờ còn la lối gì nữa. Mình tôi nhờ ông qua mà nói kiếm đi công chuyện con một chút à. Mà ông đi trời ơi, tôi nói từ sáng tới chiều tối à. Chồng con gì lão hơn tôi mắc dịch mắc gió, tôi kêu ông về chắc tôi ngủm cô tỏi luôn á. Không nói nhiều đó. Bây giờ ở nhà coi chừng nhà giùm tôi một cái. Đặng tôi đi chợ tôi nấu nướng. Ôi gì có khỉ ho coi. Làm bấm gì vậy? Thôi tao nói gì kệ người ta đi. Mệt ở nhà quá. Làm ơn coi chừng nhà á. Lấn lên sân là vừa phải đó. Thôi có ăn cơm không? Ăn cho ăn không cho nấu rồi thôi. Không cần thiết đâu. Mặt quạo hoài. Đi chợ ngày á. Ngày nào cũng như ngày nấy sống. Ngày nào cũng ăn hết á. Chắc mình tôi ăn à. Dũng hả? Có làm gì không? Vậy thôi chạy qua anh ba gấp đi. Có việc gấp. Liền đi, anh ngồi anh đợi. Nha. Anh ba ơi. Vô đây. Trời đất ơi, làm gì mà giờ này gọi cho em rồi. Nè, đừng nói với em á là hôm qua nhậu không đã. Rồi bây giờ rủ qua đây nhậu nữa nha. Nhậu gì nổi nữa, đầu anh giờ cũng bể luôn rồi nè. Nhức quá trời quá. Mà uống cái gì mà uống dữ gì không biết nữa. Anh á,
Em đã cản rồi, em nói anh nó trời ơi cái tửu lượng của anh yếu thì anh uống ít thôi. Hai ba ly đầu là anh thôi anh uống thôi, anh ngưng, anh không uống nữa. Lúc sau anh sung quá là anh vô mà anh cầm nguyên chai anh tu không. Ủa mà quên, anh gọi em qua đây nói có chuyện gấp là cái gì? Qua thì lúc mà ghé em đó là tăng hai. Sáng anh qua nhà Tài đi muốn gặp bác hai, trả tiền cho ổng. Vợ anh đưa tiền trả ổng đó mà. Rồi trả chưa? Không có ba chú hai ở nhà. Thì đưa cho thằng Tài. Muốn đưa cho nó, nhưng mà cái tánh thằng Tài thì nó cũng không có chắc ăn. Cho nên là thôi chờ đưa cho tận tay bác chú hai cho chắc ăn. Tại vì chú hai mình mượn ổng thì phải đưa cho ổng. Rồi đưa chưa? Đưa. Không, anh không có đưa. Không đưa thì mình cầm về. Thì đó, anh cầm về chứ. Mà nó sao kỳ quá. Kỳ gì? Em có thấy cái cọc tiền anh không? Khoan. Ý của anh tóm lại là hồi nãy giờ anh nói á, là chị Tuyền đưa tiền cho anh đem qua nhà chú hai, đưa cho chú hai. Thì vậy đó. Nhưng không gặp chú hai, xong rồi anh đem tiền về lại. Ừ, anh còn giữ lại. Thì đúng rồi. Thì qua tới nhà em, đó là bắt đầu bây giờ anh bắt đầu kiểm lại thì không thấy tiền ở đâu nữa mà không biết anh rớt á, là em có thấy anh có cầm qua không, không biết nữa. Đầu đêm suy nghĩ coi. Hôm qua lúc mà anh qua bên nhà em á là anh nhậu trước rồi. Cho nên lúc anh qua là anh say mềm mềm rồi. Mà em đâu có thấy anh cầm theo tiền gì đâu. Chắc có mà, anh đi về anh chắc cứu là có. Ủa mà có hay không em cũng không biết nữa. Tại anh cầm thì anh bỏ trong túi. Lỡ như anh có cầm em cũng đâu có thấy. Thì đó. Nhưng mà anh suy nghĩ kỹ lại coi là có đưa chưa. Hay nhiều khi đưa rồi mà anh quên. Không có, lạc đâu rồi, anh không có đương tại. Anh cất mà, anh nghĩ là em thấy anh sai của em giữ dùm anh. Giờ anh hỏi em không muốn giữ thì bây giờ mới rối cho anh đi chứ. Nè, đừng nói là hôm qua mà rớt ở nhà em nha. Trời ơi, nhà em hôm qua là có tiệc cho nên là người ra người vô đông đúc. Anh mà rớt nhà em người khác lợm em cũng có biết nữa. Anh không nói vậy, anh không có ý vậy đâu. Nhưng mà anh hỏi em nếu có thấy hay là có ai lụm nói người ta tiếng gửi lại anh. Em hiểu rồi, nhưng mà cái vấn đề là hôm qua giờ em không có nghe ai nói lụm tiền gì hết. Mà tối hôm qua á, nhậu say quá rồi em đưa anh về. Trên đường đi là em cõng anh nè. Hai cái tay anh hoàng qua anh xiết cổ em muốn chết luôn. Đâu có thọc tay vô túi. Cho nên là trên đường đi cũng không thể nào mà rớt được. Kỳ ta. Không có mà. Tiền đó mà bây giờ mà không tìm được. Anh bỏ nhà anh đi luôn á. Trời, nè. Bậy bạ không à. Không phải, nó tùm lum chuyện đó em ơi. Anh thấy không ổn rồi. Trời ơi. Vậy? Chị Tuyền ở nhà anh á rất là khó. Mà bà keo nữa, đưa tiền cho anh mà anh không trả. Bây giờ mà lỡ như chú hai, ông qua đây ông đòi một cái là bể chuyện nha. Đang là lo. Lúc đó là chị Tuyền là bà xử đẹp anh luôn đó. Đang lo cái đó, thì giờ trước mắt thì cái việc có tính sao. Còn bây giờ em giúp anh đi. Giúp gì? Giúp anh cái này thì anh em mình mà anh nói kỳ quá, ngại quá. Ngại thôi, đừng nói em đi về chút. Phải nói thôi, phải nói. Em tìm cách nào em chạy em kiếm anh 10 triệu đi. Trời ơi. Kiếm liền đi để anh giải quyết rồi. Anh ơi, anh coi anh chắc để tiền là lạc ở đâu đó. Anh 10 triệu chứ không phải 10 ngàn. Trời ơi, em làm gì có tiền mà tự nhiên cho anh mượn. Cái chuyện này chuyện của anh thì anh tự giải quyết đi chứ sao nói em. Thì của anh biết cho nên anh nhờ em. Em là em mốt của anh. Thì em giúp anh được thì em giúp à. Còn em biết anh đang nó vào thế kẹt anh mới nhờ đến em. Còn nếu em mà nói cái kiểu đó tình nghĩa anh em không còn nữa thì anh lôi cả đám vô cho nó xong vô rồi. Ủa tự nhiên lôi cả đám là sao? Nó lôi chứ thì phải có em rồi có thằng này thằng Tài thằng này thằng nọ tùm lum thì lôi vô chơi vui. Ý anh nói anh lôi tụi em vô là tại em mà anh say. Rồi vì anh say cho nên mới mất tiền là lỗi của tụi em á hả? Chuyện đó em suy nghĩ đó, em suy nghĩ thôi. Còn anh nói là anh lôi á. Em không giải quyết được 10 triệu cho anh mượn giùm anh thì thôi. Em không có tình nghĩa gì anh thì anh tính. Gì kỳ vậy, tự nhiên chuyện của anh mà giờ thành ra chuyện của em. Có tánh anh vậy đó. Thôi mệt quá, bây giờ em tính vậy nè. Bây giờ lỡ rồi anh em với nhau từ hồi đó giờ. Tình làng nghĩa xóm thì bây giờ là đồng cam cộng khổ. Lôi thằng Tài vô luôn anh. Cái tự nhiên em nói chịu à, mà em không chịu anh đâu. Anh lôi hết. Anh lôi hết luôn nếu không giúp anh. Đừng có nói tánh anh, nói là anh làm á. Rồi, anh đợi em một lát. Đưa đây. Tiền hả? Dạ không. Nữa. Alo, Tài hả? Qua nhà anh ba gấp. Dạ, xin phép anh ba em về. Ông có cửa. Về khơi về. Qua đây ngồi. Ít. Đúng rồi, qua kia ngồi đi.
có giải quyết xong vậy. Thôi nha, cái vụ này em không chịu đâu nha, cái vụ này không liên quan tới em nha. Rõ ràng hôm qua em nói đưa tiền cho em đi, nhìn mặt em đó mày gian lắm, tao không đưa cho mày đâu, cất lại, bây giờ mất rồi, đuổi rồi em hả? Không có chuyện đó đâu nha. Mày cãi à? Không phải vì mày à? Tao không liên quan đến em. Sao không liên quan? Trời, mày nghĩ sao không liên quan? Liên quan tới em chỗ nào? Bây giờ anh mới vạch ra nè, anh mới vạch ra cái câu chuyện đó, tại sao cưng phải dính vô câu chuyện này, đúng không? Là gì? Anh đem tiền qua trả cho chú Hai. Có câu chuyện này cưng biết rồi. Dạ. Qua không gặp chú Hai, anh gặp thằng Tài. Dạ. Đúng không? Dạ. Đúng ra anh phải đưa tiền cho thằng Tài cất. Dạ đúng. Ừ. Đúng không? Là em giữ để đưa cho ba em. Đúng rồi. Nó rất là đơn giản. Đó. Là nó xong công việc rồi. Đó. Nó không có phải như lớn chuyện như bữa nay đâu. Vậy tại sao anh không đưa? Thì cái lý do là nhìn nó sao? Nó đâu phải là cái người mà uy tín như anh em mình, đâu phải như anh. Anh là cái người uy tín, anh nói anh giữ lời và anh làm không có gì sai với ai. Cho nên anh không đưa em là tại vì vậy. Vì cái đó anh mới đây, mới đây, về. Đây đây đây. Đó. Tôi xin được dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt. Tại vì anh ba anh còn say cho nên anh nói chuyện hơi lòng vòng. Ý của anh ba là đi qua nhà ông đưa tiền cho ông, đưa tiền cho ba ông, nhưng không có ba ông thì đúng ra phải đưa tiền cho ông, nhưng mà tại vì cái mặt ông gian quá, không đáng tin tưởng, chính vì vậy anh ba mới đem tiền về lại và bị mất. Là không, phải. Ông. Không phải, mình đừng có nói nặng nó quá. Trời ơi, không nó phải. Nói như tạt nước vô mặt em. Không có đâu, anh ba nói vậy nè, tại vì anh ba đưa tiền cho cưng là cưng cất, cưng không đưa lại cho ba cưng. Rồi, không có, không. Em xài luôn, rồi anh kêu bằng ba em sẽ nói nặng nói nhẹ anh, vì vậy anh không tin em là vậy, chứ không phải là em làm xấu gì. Thì đúng rồi đó. Đó, là rồi. Vấn đề đó, anh phải về thôi, rồi em kéo anh lại nhậu đúng không? Ừ, tại em thấy anh buồn. Đây, cái vấn đề đây chỗ này nè. Cái chỗ này mới lớn chuyện nè. Đúng là để anh về đi. Em phải cho anh về là không có gì xảy ra, tiền anh còn nguyên. Em kéo anh lại nhậu. Nhậu mà đến nỗi là nói chung anh đi, anh muốn lũi xuống mương luôn. Trời. Đó. Đúng rồi, bê đúng bớt. Rồi. Anh nói thiệt, anh tỉnh lắm. Đúng, 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 anh rồi, mà. Anh như thế này. Nếu em không kêu anh nhậu thì anh tỉnh, anh đi sẵn. Sẵn về nhà là tiền còn nguyên. Anh phải nhậu vì em, anh thương em, vì tình anh em. Anh ba. Máu mủ sớm giềng. Anh ba, em có ý kiến. Tính ra là nãy giờ anh phân tích á, cái lỗi là nó nằm ở bên phía anh Tài. Còn em là em không có lỗi gì hết. Em không có gì để cho anh đang làm việc nữa. Em xin phép em đi về trước. Em ngồi đó Quan để em có mặt em làm chứng. Không, em đâu có bị cái gì đâu. Đi về tao không giết dép vô mặt mày đừng liền luôn. Đừng có, tao quyết định vậy nè. Bây giờ, đó là vấn đề em làm cho anh mất tiền là tại vì em nói anh phải nhậu với em. Đúng, đúng, đúng. Rồi anh sai xỉn và đầu tiền anh rớt ở đâu anh cũng không biết. Thì đúng ra anh không nhậu thì em hiểu rồi, em hiểu rồi. Là nhưng em. Nhưng mà ý của em ở đây là lỗi của nó. Còn em không có lỗi. Bởi vì hôm qua lúc mà ở nhà em nhậu tất niên rồi. Thì em đâu có biết anh em tiền theo. Đúng rồi. Anh vô nhà em, em quý anh. Đúng. Thì em mời anh ở đây nhậu. Còn cái chuyện mất tiền em không biết. Đó là cái chuyện mất là giờ nãy giờ biết là tại nó rồi đúng không? Trời ơi, dạ. Đó là một giai đoạn là em phải có dính líu vô cái vụ này. Rồi cái vụ thứ hai. Dạ. Nếu em không có tất niên. Dạ. Ha, thì anh đâu có ghé. Anh về luôn thì tiền vẫn còn nguyên. Ủa là bây giờ là anh bán qua em luôn hả? Chưa bán đâu con. Chưa bán đâu. Vô nhậu cái thận của em mới xảy ra sự cố này. Anh không còn thôi anh đừng nói gì hết. Bây giờ anh im, anh đừng có nói nữa. Bây giờ tóm lại là anh muốn tụi em làm cái gì? Thì nếu em nói vậy thì anh nói ngắn gọn, nếu muốn không có dính chung cái chuyện này thì mấy đứa tìm cách cứu anh. À, hai đứa em tìm cách cứu anh, làm cách nào thì làm, bất cứ giá nào. Rồi còn không ấy là tới chuyện này thôi, rõ ràng là tất cả làng cả xóm gia đình đều biết hết. Thôi vô lý quá. Có lý chứ. Thôi bây giờ em hiểu rồi. Bây giờ nói chung tóm lại ý của anh là bây giờ là mất tiền, hai tụi em phải chia nhau chịu trách nhiệm. Bây giờ 10 triệu thì mỗi đứa chịu 5 triệu đúng không? Hớ cái gì nữa, mày không nghe anh nói hả? Nhức đầu muốn chết à. Không có biết cái gì, bao nhiêu triệu anh không biết. Chỉ cần 10 triệu mà hai đứa phải giải quyết cho anh sao đủ 10 triệu. Còn nếu không, không y với anh. Đó, cho tày quầy hết. Rồi, tụi em biết rồi. Cái thằng này làm ăn lớn không được. Con nhiều đó mà cũng không xong. Chắc giải tán. Giải tán cái miệng này quá. Anh ba. Tôi tưởng mày chết rồi chứ. Trời ơi, sao cái miệng anh độc như vậy? Sao giờ này chưa xong?
thì anh cũng phải cho em thời gian để mà em về em xoay sở em kiếm tiền chứ. Thời gian cái gì? Thời gian là ngàn cân treo sợi tóc trong lúc này. Còn một tiếng nữa thôi phải giải quyết cho xong. Mày lề mề với thằng Tài nữa. Rồi tiền của em nè. Đưa đây. Nhưng mà cái gì? Còn thằng Tài đâu? Thằng đó làm ăn chậm rãi giờ này không có nó thì làm sao giải quyết? Thằng Tài nó về nhà của nó, còn em về nhà em đâu có biết đâu. Làm ăn như rùa vậy. Anh. Hồi nãy á là em gặp chị Tuyền đi với lại chú Hai. Trời không biết là hai người đó có biết chưa nữa. Cái chuyện bây giờ tao tính hết rồi, biết hay không gì để tao tính, đổ hết cho thằng Tài đi. Mày hiểu chưa? Hiểu ý tao không? Tức là mọi chuyện bây giờ là mình cứ đổ lỗi qua cho thằng tao Tài. Đổ hết cho. Đổ cho nó qua đưa tiền nó rồi. Đó, đưa tiền cho qua gặp ba nó, không có ba nó đưa tiền cho nó cất. Mà dạ. Nó không đưa. Vậy là lỗi nó hết. Dạ thôi, tuy là lương tâm em hơi áy náy một chút xíu nhưng mà thôi vậy đi. Sắp xếp vậy đi. Cứ đổ lỗi cho nó đi. Mày mệt mỏi nó quá. Thôi, năm sau không làm ăn với mày nữa đâu. Đây. Mà bốn gì? Tiền. Mày mai mốt có làm ăn đàng hoàng chút xíu đi. Làm ăn gì cũng đàng hoàng. Có nhiêu đó mày chờ đợi mày biết. Trời ơi, làm như vậy lấy tiền ra được. Mày biết tao ngồi trên đống lửa không? Chắc em ngồi trên đống nước à. Ngày hôm nay giải quyết không xong. Tao dọn nhà, qua nhà tụi bay ở luôn. Thôi bớt giỡn. Thôi, bây giờ anh ba bình tĩnh đi. Bây giờ chuyện đâu còn có đó. Quan trọng là bây giờ này mình đi qua nhà thằng Tài. Mình đưa tiền cho chú Hai. Sau đó là quan trọng hơn nữa là mình phải đi tìm cái số tiền bị mất kìa. Anh cất cho kỹ nha, để mất nữa chết em luôn á. Mất cái gì làm ăn chung. Mất thì chịu chung. Giờ đổ lỗi cho tao à. Sao cái gì? Mày suy nghĩ tao sao nè. Lại đây. Kìa. Mày cất đi. Ê, nè, thôi em sợ tiền dữ lắm rồi. Cất, tao nói cất là cất. Thôi mất nữa, em sợ tiền lắm rồi. Em không, em... bây giờ cất đi, tao có cách giải quyết hết. Hiểu không? Nè, tao bàn với thằng Dũng rồi. Thôi bây giờ mày cất, để một có chuyện gì xảy ra, tao nói tao đưa cho mày. Tao qua tao trả tiền cho ba mày. Ha, mà không gặp ổng, tao đưa cho mày cất. Rồi mày nói mày quên, mày không có đưa ổng. Đó, như vậy đi, để tao tính. Em nữa hả? Thôi mày dính vô chứ, tại sống chung mà. Thôi, thì bây giờ chuyện nó vậy rồi thì cứ giải quyết vậy đi. Ừ. Không ấy bây giờ này, ông chạy về ông đem tiền. Cái gì vậy? Ai? Anh ba, coi như là xong nha. Mày xong? Dạ, đau bụng quá cha. Bây giờ mày đi liền cho tao đi. Em đi trước, dạ em đau bụng quá. Giải quyết từ thằng. Dạ, đúng lắm. Ôi dạ. Nhớ nha, không được làm gì hết, để tao sắp xếp. Bình tĩnh, ổng tới. Đừng có nói gì hết. Mặt mày tươi lên, đỏ lên, sao mày xanh quá vậy? Cười lên nha. Đó, đúng không? Dạ. Cái nào đâu ra đó. Dạ, chú, anh ba nói gì cũng đúng. Chú Hai là cái người anh ba tôn trọng. Dạ. Cho nên chú Hai. Ủa tía. Chị. Ông đây hả? Dạ. Ủa, hai đứa bay đứng đây làm gì vậy? Mà kêu nó đưa tiền cho chú Hai, gửi nó mà. Mày á. Dạ. Đưa thì đưa liền, ngủ quên đi chơi quên, để giờ ông khi chú Hai nghĩ tao người sao. Đưa tiền ông đi. Dạ con hư quá ba, con quên. Anh đưa tiền con đưa cho ba mà con quên tiền của ba nè ba. Đó 10 triệu á. Ủa là sao? Là sao cái gì đây nè, tiền là tiền của chú Hai đó. Hôm qua đưa cho chú Hai đó. Đưa chú Hai rồi qua không gặp chú Hai mới gửi cho nó. Rồi nó quên, nó đi chơi, ăn nhậu, nó xỉn, nó quên đưa cho chú Hai. Bây giờ phải đi tìm nó, kêu nó đưa cho chú Hai để em biết anh đó có lận quạng đâu. Tiền của ba lấy. Có cái chú Hai trả tiền đó, tiền của chú đó. Chồng con anh trả tiền chú đó. Cái gì? Mày trả cho tao ngày hôm qua rồi mày nhớ không? Ông ơi, ông lớn tuổi ông bị lẫn rồi ông ơi. Trả ông hồi nào tiền tôi trả ông tôi nhớ chứ, này là tiền của ông hôm qua nè. Mày trả rồi. Ông ơi, ông lẫn rồi, đi khám bệnh đi. Nè, của ông, đưa chồng đi, nhét vô đi rồi bà bộ cứ ở có tiền cái ông. Ông làm bộ ngây thơ, trời ơi lấy tiền mà ngây thơ. Ủa chú Hai? Thầy ơi cái gì? Sao hôm qua anh nói với em là anh qua bên nhà chú Hai trả tiền chú Hai rồi? Thì đó là vậy, thì qua gặp ổng. Thì đúng rồi mày gặp tao ổng mày nè. Chú ơi chú lớn chú để con nhỏ con nói chứ chú cứ dành nói hoài với chú Hai. Là trời. Là anh qua anh kiếm chú Hai gửi tiền lúc em đưa anh đó. Đó. Thầy chạy qua cái ào hỏi kêu từ nhà trước đến nhà sau không thấy ổng, nó hỏi ba mày đâu, đúng không? Tao hỏi ba mày. Đó, đúng rồi, đúng mày rồi. Nói ba mày đi khám bệnh gì đó. Nó vậy thôi mày cất 10 triệu này ba mày về hoặc là em lên bệnh viện đưa ổng, đúng không? Đó 10 triệu. Ngày đó hôm qua mày đâu mà mày không đưa ổng liền vậy? Quên gì kỳ vậy đây, vợ quên. Tao. Bộ mày không nhớ hả? Ủa, sao con nhỏ mà con không nhớ sao được? Chú mày lớn rồi, coi chừng chú quên rồi mày đó. Mày
miệng mày cái miệng kìa. Ai? Miệng như quay sách kìa. Chú nói vậy chú nói được trả nợ chú mà chú nói nặng người ta. Sao chú Hai? Nặng cái gì? Bây giờ mày nín đi, mày nghe tao nhắc nè. Ê! Mày ve nữa, mày lui nữa là mày đi thay đồ á. Mày tưởng tao ngu hả? Cha mày cho mày. Tao ve tới đây tao ngưng. Tao biết thằng hổn. Hổn? Mày ngon ha. Mày muốn, mày hết muốn ăn Tết rồi. Trời ơi sao? Mày hết muốn ăn Tết mày đâu cũng động tới tao. Tao khổ ghê vậy đó. Tài hả? Mày á, sao sai hoài vậy? Tao là ba thằng Tài. Chú Hai. Chú Hai. Dữ không à? Nó tưởng mày quên tao rồi chứ. Nãy giờ đâu không biết. Mệt quá. Tưởng nào nó phá. Nó chào con. Nha hả? Con đợi chú Hai hồi sáng tới giờ không vừa này nè. Mày đợi tao làm chi? Đợi chứ. Nè, hứa đâu phải uy tín thôi chứ con đâu có mà lung tô không được đúng không? Ủa mày hứa tao cái gì? Trả tiền. Đó. Thấy ngon không? Mày ưa giỡn với tao quá. Con thấy tao thương mày cái mày giỡn giỡn rồi. Con nói thiệt, con hứa đâu ra đó. Cuối năm rồi con phải trả tiền. Để người ta đòi nợ rồi đâu có làm ăn gì được. Đúng không? Ủa sao thằng này nó cổ truyền quá vậy ta? Đúng. Đừng bao giờ để người ta đòi nợ mình. Mình thiếu tiền thì phải trả cho người ta. Nếu mà để người ta đòi là suốt năm mày bị người ta đòi. Đúng vậy. Ừ. Vì vậy con mới nói vợ con bán heo liền. Rẻ mắc gì cũng bán. Để cái tiền trả nợ cho chú. Để mà trong năm mà hôm qua ông cứ lấy tiền lời mà ông bắt heo ông cứ... Đó, mày hoài. Mày đứng một chỗ yên coi. Chuyện nói chuyện của tôi. Bây giờ mày nói mày trả tiền tao phải không? Ừ. Bán heo trả tiền tao phải không? Đúng. Mà cho tao hung mày miếng được khỏi không? Cái vụ đó khỏi nha. Không cần nha. Khỏi nha. Ừ. Tiền nè. Đúng không? Tao có nằm mơ không vậy? Mơ gì tiền mơ gì. Con thiếu chú bao nhiêu con trả chú đầy đủ. Ôi ôi chú trời. Có cần kiểm tra lại không? Mà trả thì giỡn à. Hả? Có đó. Thiệt phải không? Nè. Nè lớn rồi nha. Đừng đứng đàng hoàng, đừng có thấy tiền là tôm tướp. À, thử vô thôi, con gắn cái chú thôi. Cảm ơn nha. Mai mốt á, tao sẽ cho mày mượn thêm. Dạ. Cho mượn hoài. Để mà khi mượn á, tao cho mày uống rượu. Để mày sai mày mới trả cho tao. Có rồi. Con nhậu với thằng Tài thôi. Chú không có cửa chơi con. Rồi thì không phải không? Coi chừng chú nhớ sai á. Anh trả ba em rồi tự nhiên cái gì anh kêu em cái gì? Hại để tôi nhớ lại có số kỵ ta. Nhớ cái gì mà nhớ nữa? Hay quá ha. Chú Hai ơi, con xin lỗi chú Hai nha. Ra đây này. Ông giỡn mặt với tôi phải không? Giỡn cái gì? Quỷ đen chứ gì? Không ha ha. Nói trả rồi, lòi đâu ra 10 triệu? Hả? Tiền ở đâu? Bây giờ em từ từ đi, anh giải quyết cho nó rõ ràng, trắng đen rõ ràng tại đây luôn. Bây giờ tôi hỏi tiền ở đâu? Thì rồi rồi, em nín ha. Em xích ra để em nói chuyện. Chú Hai chắc chắn là con đã trả tiền chú Hai rồi, đúng không? Đúng rồi. Khẳng định chưa? Chú đừng có hối hận nha. Đúng không? Đúng. Còn em hỏi 10 triệu ở đâu có đưa cho chú Hai bây giờ, đúng không? Đúng. Có gì đâu. Có gì đâu. Là sao? Đúng không? Tiền của ông Tài. À! Anh chơi kỳ anh ba, anh chơi anh khai đồng bây đội. Bây giờ tao đừng cùng rồi, mày dồn tao vô quá rồi tao phải bụng thôi. Tôi không nói nhiều với ông nữa, đi về nha. Ờ, đi thì đi. Đi, trời đất ơi. Cuộc sống mà ha, đụng thì phải chạm. Trời ơi. Trời ơi, đi về. Con. Con dễ thương quá. Giúp bạn á. Tốt. Dạ. Vậy 3 triệu đó. Dạ. Mày về nhà mày chết chứ tao. Ba, đừng rớt lỗ tay ra.